và cứ đây là ngày đông quay rồi, đang quay rồi, ngày mai chắc ngày mai tôi sẽ chậm chậm ở Singapore. Quay lần sau cho thấy nó đông đảo. Em đi quay rồi. Vâng, các nhân viên vào vị trí ạ. Đấy, nhớ phải quay cái này trước này. Thì vâng, các bạn hãy qua xem kỳ đây là phần thưởng dành cho giải nhất của chương trình chúng ta và cho đặc biệt là vé du lịch, vé 2 triệu đi Singapore miễn phí. Vâng, đây là phần thưởng cờ dành cho giải nhất bộ cờ vua đến từ đảo quốc sư tử. Đây là những bộ cờ vua được bằng đá thủy tinh, đây gọi là đá chỉ có mặt ở Singapore mà thôi. Vâng, tôi xin nhắc lại những phần quà mà chúng tôi đã tặng các bạn trong ngày hôm nay không có giá trị về mặt vật chất, nó chỉ mang giá trị về mặt tinh thần rất là nhiều, và tôi muốn đem lại những niềm vui và sự hạnh phúc cho các bạn trong ngày lễ tuyển sinh này. Và một lần nữa xin gửi lời cảm ơn và chúc may mắn đến tất cả mọi người và chương trình của chúng tôi. Xin phép được bắt đầu chương trình quốc tâm trung lượng cùng PM A xin lại trong một tràng pháo tay nào. Vâng, bây giờ là 2:30 đầu tiên của buổi sáng ngày hôm nay. Các bạn đã sẵn sàng tham gia trò chơi chưa? Các bạn này này, hãy ôm lấy tay các bạn trẻ ở đây. Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu. Tôi mời một bạn nữ đầu tiên đi, một nữ thật xinh xắn và áo xanh rất là nhanh, bạn vào đây đi. Bạn sẽ là người bốc thăm cho giải ba đầu tiên của chương trình. Vâng, tôi tin rằng đôi tay may mắn của bạn sẽ giúp cho một ai đó trong này. Bạn có vui khi giúp được người khác không ạ? Ai mà giới thiệu tên và trường của mình ạ? Em tên là Xuân, đi học về tài chính. Vâng, bạn Xuân đến từ học về tài chính. Tin rằng đôi tay may mắn của bạn sẽ đem lại hạnh phúc cho mọi người ở đây. Vâng, điều quan trọng là mình giúp cho mọi người hạnh phúc là đường đó, phải không ạ? Vâng, xin mời giải ba đầu tiên, xin mời Xuân. Hãy thật sâu, quậy ra. Đảo đi. Ba, và cái tên của ai ạ? Trần Thị Phương Anh ạ. Vâng, Trần Thị Phương Anh. Trần Thị Phương Anh có mặt ở đây không ạ? Trần Thị Phương Anh là ai? Và lần cuối cùng Trần Thị Phương Anh. Vâng, như vậy chúng tôi đã nói là khi tôi đọc tên mà không có mặt, các bạn sẽ bị lọt khỏi cái phiếu này. Vâng, cho giải ba một lần cuối cùng nữa ạ. Mời một bạn nữa ạ, bạn nam áo đen. Đây là giải ba đầu tiên của chúng tôi sáng hôm nay, và đây là lần cuối cùng cho giải ba đầu tiên. Mời bạn nam, hãy thật sâu, hãy bình tĩnh lại một lần nữa, thật sâu. 1, 2, 3, và cho mình mượn cái phiếu đi ạ. Vâng, giải ba đầu tiên của chương trình buổi sáng đây là Nguyễn Thị Phương Ly. Nguyễn Thị Phương Ly. Vâng, Nguyễn Thị Phương Ly, em hãy đọc số điện thoại của mình. Nói lại. Chậm thôi. Wow. Chân xuống rồi. Phương Ly, vâng, đúng là ví của bạn. Mời bạn nhận phần thưởng đầu tiên, giải ba đầu tiên của chương trình sáng ngày hôm nay. Vâng, hãy nói vài lời đi. Vâng, đây chỉ là giải ba mà thôi ạ. Xin mời quay lại đi chứ. Quay lại cùng mọi người, quay lưng lại. Vâng, đây là phần thưởng giải ba đầu tiên của sáng nay. Phương Ly, người đến từ đại học FPT. Vâng, đã nhận phần thưởng của chúng tôi, người hàng xóm của chúng tôi, xin cảm ơn. Vâng, giải ba thứ hai cho chương trình buổi sáng ngày hôm nay ạ. Giải ba thứ hai. Tôi mời một bạn ở xa thật xa và tôi đã thấy cái tay của bạn cái tay áo màu xanh đây ạ, bạn ạ. Vâng ạ. Bạn không cao nhưng ai cũng phải ngước nhìn bạn hết. Vâng, xin mời bạn lên trên nào. Vâng, em hãy giới thiệu về tên của mình ạ. Em là Nguyễn Thị Hảo. Em là xấu. Hảo. Vâng, xin mời Hảo. Và Hảo sẽ đem lại may mắn cho ai đây trong giải ba thứ hai của chương trình buổi sáng hôm nay? Xin mời Hảo. Phải sắp thật kỹ, sắp thật kỹ để tay thật sâu, và đây là cái tên của hy vọng đi. Cao Trung Thành là ai? Có mà Cao Trung Thành có mà. Cao Trung Thành là ba. Trời ơi, quá trời luôn, tưởng mình trúng hả? Cuối cùng Cao Trung Thành cuối cùng.
Vâng, như vậy là khoa chương trình đã không có mặt để nhận mừng tuổi. Nó thiếu công bằng để chia tay với giải ba của chúng tôi. Và bây giờ giải ba lần hai, giải ba thứ hai và lần quốc quân thứ hai. Mời em. Khi mà có gì tôi gọi để đem lại bắn cho ai đây? Vâng, sẽ là ai đây? Sắp sắp kỹ lên em ạ, sắp kỹ lên. Một, hai, ba. Và sẽ là cái tên của Phạm Thị Hợp. Phạm Thị Hợp lần hai. Phạm Thị Hợp lần ba. Như vậy là bạn vừa phải chia tay với giải ba của tôi. Và rất đáng tiếc, giải ba của tôi đã không trao được cho giải ba thứ hai của tôi không trao được cho ai trong buổi sáng hôm nay. Và bây giờ sẽ là giải nhì. Và tôi sẽ nói lại là các bạn nhớ rằng các bạn không có mặt đây, các bạn sẽ không nhận được quà. Và trong chúng tôi sẽ bóc lần hai và chỉ có hai lần bóc thôi. Giải nhì chỉ có hai lần bóc thôi. Nếu mà không ai nhận quà, chúng tôi sẽ liên lạc với những người phía đó. Các bạn đã nhớ được chơi chứ ạ? À? Và bây giờ cho tôi xin một người chơi giải nhì đi ạ. Một người tôi mời bên tay phải đi ạ. Bên tay phải ạ. Bên tay phải FPT lấy quà được cũng hai mốt nữa ạ. Hey, một bạn ở xa thật xa, cái đây cây một áo màu đen quá xin mời em. Chỉ giúp buổi sáng ngày hôm nay, và lượt bóc đầu tiên, xin mời em ạ. Một, hai, ba. Ôi, xin chúc mừng bạn Đặng Thị Hằng. À, Đặng Thị Hằng. Nghe rồi. Vâng, xin chúc mừng bạn Đặng Thị Hằng đã nhận giải nhì của chương trình ạ. Anh Đức đến từ Đại học Hà Nội sẽ là người đem lại may mắn dễ nhiều cho ai đây lần cuối cùng. Có thể nói đây là món tặng cuối cùng dành cho người hai bạn không có mặt, chúng tôi sẽ gọi luôn phía trong đó. Và sẽ là tôi xin chúc mừng đang kết nghĩa viên. Vâng, bên em thì phải nói là riêng về event và các cái chương trình chương trình của chúng tôi được.